Thanh niên chơi lớn đốt tiền sưởi ấm khiến dân mạng tranh cãi. Phim Tết Trấn Thành quảng cáo trên xe sai luật có thể phạt 2-5 triệu đồng. Khoảnh khắc xe tải lao khỏi cầu vượt trong vụ tai nạn liên hoàn. Vụ con rể gây thảm án với gia đình vợ, mâu thuẫn khi chia tài sản ly hôn. Mang gần 540.000 đô la Mỹ giả đến ngân hàng bán. Thanh niên chơi lớn đốt tiền sưởi ấm khiến cộng đồng mạng tranh cãi đòi báo công an. Dân gian từng truyền tai nhau về giai thoại công tử Bạc Liêu, người giàu nhất xứ Nam Kỳ, từng đốt tiền nấu trứng. Cứ ngỡ mọi thứ đã chìm vào quên lãng thì mới đây, mạng xã hội lại rộ lên clip người đàn ông mang tiền đi đốt. Theo đó, người đàn ông nhẹ nhàng hóa vàng tờ 1 lít vào đống than nóng rực mà không do dự. Người khác vô tình làm rơi đã xót đến không ngủ được, nước mắt chảy ngắn chảy dài, đằng này sao anh sang thế. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại nổ ra cuộc tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều về hành động khó đỡ này. Mấy thím không phân biệt được tiền thật hay tiền giả à? Giả hay thật không quan trọng, quan trọng trên tờ tiền có Bác Hồ, đốt tiền là vi phạm pháp luật, tôi báo công an. Trẻ em vùng cao các em còn đói rét lắm bạn à. Nếu đây là tiền thật, dù hủy hoại bằng bất cứ hình thức nào, thì theo pháp luật Việt Nam, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 củ đến 15 củ và bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi. Trong trường hợp đó là tiền giả loại mới, nhưng người đàn ông không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền, vẫn bị xử phạt theo diện cảnh cáo. Phim Tết Trấn Thành quảng cáo trên xe sai luật có thể phạt từ 2-5 triệu đồng. Đây là dự án điện ảnh thứ 3 của Trấn Thành ngồi ghế đạo diễn, dự kiến ra rạp ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, ngày 10 tháng 2. Tuy nhiên, gần đây ekip phim vướng tranh cãi về sử dụng hình thức dán đề can quảng cáo trên xe khách chạy vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, chiếc xe khách loại 47 chỗ có dán hình ảnh dàn diễn viên, thời gian công chiếu phim đã lưu thông trên nhiều tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây. Nhiều ý kiến cho rằng ekip phim của Trấn Thành đã vi phạm luật quảng cáo. Tại họp báo chiều 25 tháng 1, bà Lý Thị Hồng Loan, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, phản hồi báo chí về sự việc. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, trường hợp xe khách trang trí dán toàn thân xe có nội dung quảng bá phim của Trấn Thành đã vi phạm luật quảng cáo. Bà Loan cho biết, phạt 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông, sản phẩm quảng cáo vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Tuy nhiên, Sở Văn hóa Thể thao không có thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông. Liên quan đến việc quảng cáo trên phương tiện giao thông như xe khách, xe buýt, xe công nghệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra, quản lý. Trước đó, vào ngày 23 tháng 1, trang fanpage chính thức của Trấn Thành đã chia sẻ loạt hình ảnh xe khách dán hình quảng cáo Mai chạy quanh thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện tại bài đăng đã được gỡ hoặc ẩn khỏi fanpage của Trấn Thành. Trốn khỏi trại giam, đối tượng tìm cách vượt biên nhưng bất thành. Đại diện Công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Văn Công, sinh năm 1992, trú Thanh Hóa. Đây là đối tượng bỏ trốn khỏi trại giam Phú Sơn 4, địa chỉ tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, khi đang chấp hành án. Đáng chú ý, thời điểm Công an thành phố Móng Cái bắt được Công chỉ sau hơn 10 giờ phát lệnh truy nã đối tượng này. Theo thông tin, khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 1, lợi dụng sơ hở, Nguyễn Văn Công đã bỏ trốn khỏi trại giam Phú Sơn 4. Ngay sau khi phát hiện, trại giam Phú Sơn 4 đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 23 tháng 1 năm 2024 để truy nã bắt đối tượng. Nhận được thông tin trên, lãnh đạo Công an thành phố Móng Cái tiến hành họp khẩn và đưa ra nhận định Móng Cái có thể là nơi Phạm Nhân Công dạt tới sau khi bỏ trốn và tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Từ nhận định trên, lãnh đạo Công an thành phố Móng Cái chỉ đạo các mũi trinh sát tỏa khắp địa bàn, rà soát tất cả các địa điểm khu vực biên giới, phối hợp với lực lượng biên phòng, chú ý các đối tượng khả nghi xuất hiện. Đến 19h30 ngày 23 tháng 1, sau khi đã bắt xe khách đi từ Thái Nguyên qua thành phố Hải Phòng và đến thành phố Móng Cái, đối tượng Nguyễn Văn Công đang lẩn trốn tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc thành phố Móng Cái thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện Nguyễn Văn Công đã được Công an thành phố Móng Cái bàn giao cho trại giam Phú Sơn 4 để xử lý theo quy định. Nam thanh nữ tú đua nhau lên núi Mẫu Sơn chụp ảnh cùng băng tuyết, cộng đồng mạng chỉ biết chào thua. Mấy hôm nay miền Bắc lạnh sâu, rét đậm khiến những con tim cô đơn càng thêm buốt giá. Cùng với đó là những hình ảnh được chia sẻ tại một số điểm ở khu vực lạnh nhất cả nước,
Trong đó, vào lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 1, nhiệt độ quan trắc ở Mẫu Sơn đo được là âm 0,9 độ C, thấp nhất trong các trạm đo khí tượng ở miền Bắc. Tới ngày 24 tháng 1, nhiệt độ đã xuống sâu hơn âm 2,5 độ C. Từ sáng sớm, trên đỉnh Mẫu Sơn đã phủ đầy băng giá, trời lạnh buốt như ở trời Âu. Không bỏ lỡ cơ hội, hai cô gái áo hồng trùm kín mít đã check-in giữa khung cảnh tuyết trắng và đu trend khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài hai cô gái thì các anh trai cũng không kém phần long trọng với tuyệt chiêu mình đồng da sắc, thậm chí có người còn phơi quần áo trên này, quá là nhọc công. Đúng là cũng cứng thật, đông cứng đến mức không lắc không nổi nhưng mà vẫn khiến mọi người cực nể. Được biết, khi nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C, toàn khu du lịch sẽ bao trùm bởi màu trắng xóa của băng giá, nên rất nhiều du khách thích thú đi săn băng ở đây. Trong những ngày qua, trên nhiều diễn đàn du lịch, từ khóa săn băng tuyết vùng cao trở thành xu hướng được nhiều người tìm kiếm. Khoảnh khắc xe tải lao khỏi cầu vượt trong vụ tai nạn liên hoàn. Ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ tai nạn kinh hoàng liên quan tới 4 phương tiện trên đường Thapokat ở quận Hamapuri, bang Tamil Nadu, Ấn Độ hôm 24 tháng 1. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã đâm vào một xe tải khác. Cú va chạm khiến một ô tô bị kẹt giữa hai xe tải, còn một phương tiện khác mất lái và rơi khỏi cầu. Sau va chạm, một trong hai xe tải bốc cháy. Nhận được tin vụ việc, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa. Bộ trưởng Tamil Nadu MK Stalin bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về vụ việc và kịp thời thông báo hỗ trợ tài chính cho các gia đình bị ảnh hưởng. Mang gần 540.000 đô la Mỹ giả đến ngân hàng bán. Ngày 25 tháng 1, Phạm Hồng Tuấn, 34 tuổi, cùng Nean Sokren, 37 tuổi, người Khmer, Đỗ Văn Trung, 47 tuổi và Nguyễn Bảo Duy, 28 tuổi, bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Trả lời hội đồng xét xử, Tuấn, Ren và các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tuấn cho biết nhận tổng cộng 538.000 đô la Mỹ tiền đô la Mỹ giả từ Ren và Trung, sau đó cùng Duy và một số người mang đi tiêu thụ, song chỉ đổi được 250.000 đô la Mỹ. Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, Ren cho biết khoảng tháng 7 năm 2021, quen Thi, quốc tịch Campuchia, không rõ lai lịch, khi người này sang Việt Nam khám bệnh. Thi đặt vấn đề sẽ cung cấp đô la Mỹ giả cho Ren tiêu thụ tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu cho gặp Đỗ Văn Trung để giao dịch và xử lý tiền giả. Khi gặp Trung, Ren nói có nguồn tiền đô la Mỹ phát hành năm 2006, tiền cũ không được phép lưu hành. Nếu ai đổi được thì giới thiệu và sẽ chia hoa hồng. Trung sau đó giới thiệu cho Ren liên lạc với Phạm Hồng Tuấn giao dịch. Ren đã liên lạc với Tuấn và hai lần bán đô la Mỹ giả cho người này. Cụ thể, ngày 9 tháng 8 năm 2021, Ren giao cho Tuấn 258.000 đô la Mỹ giả. Sau khi nhận tiền, Tuấn và Duy mang đến ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tân Bình để bán nhưng bị từ chối. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, thông qua Trung, Tuấn tiếp tục nhận thêm của Ren 280.000 đô la Mỹ cũ. Ngày hôm sau, Tuấn mang số tiền giả này đến một ngân hàng ở quận Tân Bình để đổi nhưng không được. Vừa bước ra khỏi ngân hàng, Tuấn bị tổ tuần tra phòng chống COVID-19 thuộc công an quận Tân Bình phát hiện có biểu hiện nghi vấn, bắt quả tang tàng trữ 28 xấp tiền đô la Mỹ giả, tổng cộng 280.000 đô la Mỹ. Mỗi xấp có 100 tờ mệnh giá 100 đô la Mỹ. Từ lời khai của Tuấn, tối cùng ngày, cảnh sát khám xét nơi ở của Ren tại quận 7, thu giữ xấp tiền gồm 88 tờ có mệnh giá 100 đô la Mỹ, tương đương 8.800 đô la Mỹ và một số tang vật. Chiều 25 tháng 1, sau nhiều giờ xét xử, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ren 20 năm tù, Tuấn 17 năm, Trung 14 năm và Duy 10 năm tù. Vụ con rể gây thảm án với gia đình vợ, mâu thuẫn khi chia tài sản ly hôn. Liên quan đến vụ con rể vừa ra tù gây thảm án với gia đình vợ rồi treo cổ xảy ra sáng 25 tháng 1 khiến hai người chết, một người nguy kịch, lãnh đạo xã Đồng Thành tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết nghi phạm Hoàng Văn Lan, sinh năm 1978, là thành phần bất hảo tại địa phương. Vợ chồng Lan có hai người con đã trưởng thành, đang lao động ở nước ngoài. Chị Trần Thu Thủy, sinh năm 1979, vợ của Lan, buôn bán ở chợ. Kinh tế gia đình tương đối ổn định, mấy năm trước đã xây nhà mới. Tuy nhiên, sau khi mãn hạn tù, Lan không lo làm ăn, thường tụ tập ăn nhậu, mâu thuẫn vợ chồng phát sinh từ đó. Chị Thủy ly thân với Lan, bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống. Vừa rồi họ đưa đơn ra tòa ly hôn, nhưng tòa chưa giải quyết xong, lý do chưa thỏa thuận được việc chia tài sản. Nghe thông tin Lan cũng có nợ nần, khi ly hôn Lan yêu cầu chia tài sản và chia cả số nợ, nhưng người vợ không đồng ý, gây nên mâu thuẫn.
Sáng 25 tháng 1, Lan tìm đến nhà bố vợ để gặp vợ nói chuyện. Thời điểm này trong nhà có chị Thủy, bố mẹ chị Thủy và người em dâu. Cho rằng người em dâu của vợ không liên quan đến việc gia đình nên Lan đã đuổi người này ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Lan đưa giấy nợ nần yêu cầu vợ ký nhưng chị Thủy không đồng ý, nghi phạm đe dọa giết cả nhà, vị lãnh đạo nói thêm. Diễn biến vụ việc, Lan dùng dao chém ông Trần Văn Lâm, sinh năm 1950, bố chị Thủy, gần đứt lìa tay phải, đâm từ sau lưng trúng phổi khiến ông Lâm gục tại chỗ. Bà Phương, sinh năm 1951, mẹ ruột chị Thủy, và chị Thủy bị đâm tử vong tại chỗ. Sau khi truy sát vợ và bố mẹ vợ, Lan lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến gần hơn 12 giờ ngày 25 tháng 1, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của Lan chết trong tư thế treo cổ ở rừng thông, cách nhà nghi phạm khoảng 6 đến 7 km. Đám cưới với dàn xế sang, rước dâu dài vô tận, ca sĩ khách mời toàn gương mặt gạo cội. Mấy ngày hôm nay, những hình ảnh về một đám cưới tại Thanh Hóa đang gây sốt cư dân mạng. Theo đó, trên đường phố xứ Thanh xuất hiện dàn xe sang rước dâu trải dài vài km. Có thể nhận ra những chiếc xe này thuộc dòng Lexus tông màu trắng chủ đạo, dàn chữ hỷ chạy trên đường phố, khiến ai cũng choáng ngợp. Xe rước dâu đi đầu là Range Rover với mức giá khủng. Bên trong sảnh tiệc khu vực tổ chức lễ cưới, khách mời và họ hàng ngày càng bất ngờ hơn khi có sự xuất hiện của Song Hưng, cụ thể là ca sĩ Tuấn Hưng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nếu ca sĩ Tuấn Hưng và ca sĩ Du Thiên hát trong buổi tối liên hoan hôm trước, thì trong hôn lễ chính, khoảnh khắc cô dâu chú rể lộng lẫy nhất có thêm sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo chia sẻ của một số cư dân mạng, cô dâu tên là Ánh Tuyết, hiện đám cưới này vẫn đang là chủ đề gây xôn xao cư dân mạng với độ chịu chơi của gia chủ. Hàng trăm xe đầu kéo chở hàng ùn ứ gần cảng quốc tế Lào Việt. Hơn 2 ngày qua, hàng trăm xe đầu kéo chở kali, than đá ùn ứ dọc quốc lộ 12C, đoạn gần cảng quốc tế Lào Việt, khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Những phương tiện này xếp hàng nằm chờ vì tàu thủy chưa thể cập cảng để lấy hàng do biển động mạnh. Trong khi đó, hạ tầng bến bãi chật hẹp, không đủ chỗ đổ xe. Vì thế, phương tiện phải dừng đổ trên quốc lộ 12C hoặc những bãi trống ra vào cây xăng. Đáng chú ý, tuyến đường này có rất nhiều xe chở gỗ dăm, xăng dầu và các phương tiện khác qua lại trong thời tiết mưa lạnh dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Theo ông Phạm Quốc Lượng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào Việt, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến vùng biển Hà Tĩnh có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Tàu chưa thể cập cảng khiến hàng loạt xe đầu kéo, chủ yếu chở hàng quá cảnh từ nước bạn Lào đi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc chưa thể bốc dỡ. Công ty này đã động viên chia sẻ với các chủ hàng và lái xe. Khi thời tiết thuận lợi, tàu cập cảng an toàn, đơn vị sẽ huy động lực lượng phương tiện giải tỏa hàng hóa một cách nhanh nhất. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.